vâng ạ à, xin được tiếp tục chào các anh chị trong video tiếp theo tên tôi là phan anh và hôm nay trông tôi có ngầu không ạ vâng tôi thử đeo kính vào giảng xem trông có khác gì không đeo kính không đúng không ạ tất nhiên tôi biết là các anh chị nhìn sẽ trông không được uh, tự nhiên lắm đúng không bởi vì khi nói chuyện theo quan điểm của người việt là phải bỏ kính ra và nếu không đeo kính thì có vẻ như là không tôn trọng người đối, đối diện thế tôi cũng xin trình bày hai lý do để tôi đeo cái kính trong cái video này Lý do thứ nhất là tôi chưa đeo cái kính này trong bất cứ cái video nào Và tôi muốn làm một cái gì đấy khác biệt một tí à, Cái lý do thứ hai Mà các anh chị xem các video trước đó các anh chị sẽ thấy là Cái lý do này ủng hộ được này Đây là mắt tôi nháy liên tục, nháy liên tục Các anh chị biết tại sao không ạ? Bởi vì tôi làm việc quá nhiều Và thứ hai nữa là trước mặt tôi ở đây là, là ánh đèn của trường quay Và nó ánh sáng, còn nó rất là sáng Các anh chị tưởng tượng là nó có khoảng 9 cái đèn đang chiếu vào thẳng vào mặt tôi cho nên là mắt tôi nó nháy rất là nhiều. Đấy, các anh chị biết là để có được cái bài học chất lượng và có được cái bài học chi tiết như này là chúng tôi đã phải làm việc rất là vất vả để chia sẻ cái tri thức này đến với các anh chị và tôi rất mong là các anh chị sẽ ủng hộ. Còn nếu mà cái kính này mà các anh chị thấy đẹp thì các anh chị bảo tôi là tôi tiếp tục ghi. Còn anh chị mà thấy không đẹp thì bảo tôi bỏ ra được không ạ? Vâng. Thế thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu. Như vậy là tôi đã hướng dẫn uh, trong các video trước đó. À, tôi đã hướng dẫn các anh chị là cái phần liên quan đến các cái loại kỹ thuật nhắm chọn quảng cáo à, tố ưu và các cái mục tiêu tiếp thị của Facebook là có 15 mục tiêu thì tôi đã hướng dẫn đến 13 mục tiêu rồi thế thì cái bài học à, những cái bài học tiếp theo là tôi sẽ nói về cái chuyện là chốt đơn hàng chuyển đổi đơn hàng bán hàng làm thương hiệu làm sao cho nó tốt được chưa ạ? vâng thế thì để không mất thời gian của anh chị nữa thì bài học hôm nay trong video này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một cái bài học rất là thú vị mà, mà bản thân tôi là cái người trực tiếp làm quảng cáo cho khách hàng rất nhiều năm cũng như là làm quảng cáo cho chính mình bán hàng trực tuyến cũng rất là lâu rồi thế thì tôi sẽ rút ra được một cái bài học mà tôi chia sẻ với các anh chị trong hôm nay đó chính là hướng dẫn các anh chị lập kế hoạch và bản chi phí tính đơn hàng thành công chi phí tính đơn hàng thành công là như thế nào thì để tiện cho các anh chị theo dõi thì tôi sẽ làm trên một cái bảng Excel như thế này được chưa ạ? À? vâng, trước hết là các anh chị cần phải hiểu là chi phí đơn hàng thành công là gì. thì ở đây là chúng ta hiểu nôm na đấy chính là việc là bạn mất bao nhiêu tiền để có được một đơn hàng thành công. đúng không ạ? chúng ta học quảng cáo, chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta chi ngân sách, vân vân và vân vân. chúng ta quan tâm đến giá thầu, quan tâm đến bình luận, quan tâm đến inbox. nhưng chốt lại ngày hôm đấy là chúng ta có bao nhiêu đơn hàng, chúng ta chi bao nhiêu tiền thì đó là giá tiền của một đơn hàng bằng cách là chúng ta sẽ lấy tổng số tiền chúng ta chi ngày hôm đó và chia cho số đơn hàng chúng ta thu được và lưu ý là chúng tôi đang hướng dẫn các anh chị tính theo ngày được chưa ạ chúng ta tính theo ngày giả sử các anh chị chạy quảng cáo một triệu đồng và thu được 20 đơn hàng thì chi phí của một đơn hàng là 50.000 đồng các anh chị hiểu ý tôi chưa ạ các anh chị thu được 10 đơn hàng thì chi phí của một đơn hàng là 100.000 đồng ok không quan tâm đến bình luận không quan tâm đến giá thầu không quan tâm đến những yếu tố khác đúng không ạ những yếu tố đó là chúng ta quan tâm trong những video khác rồi cái video này chúng ta không quan tâm đến điều đấy chúng ta chỉ quan tâm đến chuyện là một triệu đồng chi ra tiền quảng cáo thu được bao nhiêu đơn hàng thì chia bình quân ra có đúng không ạ các anh chị chạy 2 triệu chạy 5 triệu chạy 10 triệu các anh chị thu được bao nhiêu đơn hàng chia bình quân ra thì đấy chính là giá của một đơn hàng thành công mà tôi gọi là, là chi phí đơn hàng thành công tiếng Anh người ta gọi là cost per order chi phí trên mỗi một đơn hàng được chưa ạ để tiện theo dõi thì tôi sẽ làm một cái bảng Excel như thế này được chưa ạ và tôi rất là khôn khéo là ghi là người lập dự trù chi phí là tên tôi email số điện thoại ở đây để nếu các anh chị cần liên hệ để hỗ trợ các anh chị muốn tải cái file này thì link tải file đây nó sẽ ở địa chỉ cái đường link là bit ly sược chi phí đơn hàng thành công nhé các anh chị nhé vâng bởi vì có nhiều anh chị là gửi mail xin cho tôi cái bảng tính này ok Thứ nhất là chúng ta cần phải hạch toán các loại chi phí Thì khi làm quảng cáo và khi bán hàng trực tuyến Thì chúng ta có rất nhiều các khoản chi phí Thì sau đây tôi xin liệt kê một số các khoản chi phí chính Chúng ta nhìn thấy ở đây, được chưa Thứ nhất là giá vốn hàng bán Hay còn gọi là chi phí sản xuất Ở đây chính là chi phí của một cái sản phẩm mà bạn mua Chẳng hạn như là bạn mua một cái áo sơ mi trị giá 200.000 đồng Và bạn bán ra 500.000 đồng thì chi phí giá vốn hàng bán là 200.000 đồng được chưa ạ 500.000 đồng chính là giá bán lẻ và lợi nhuận gộp là 300.000 đồng được chưa ạ cái lợi nhuận này nó sẽ phải cáng đáng tất cả các khoản chi phí khác ngoài chi phí giá vốn hàng bán được chưa thứ hai đó là chi phí ship hàng à, chi phí ship hàng thì sẽ có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là nếu như mà các bạn để khách hàng tự chi trả phí ship thì các bạn sẽ không cộng dồn cái phí này vào cái tiền giá bán lẻ còn là người bán hàng mà chịu cái tiền ship này thì chắc chắn là nó phải tính vào giá bán lẻ. Đóng vai trò là người mua hàng thì các bạn phải hiểu rằng là khi mà người bán hàng free ship cho bạn tức là bạn vẫn đang trả tiền ship mà cái tiền ship đấy đã được nhồi vào giá rồi. Làm gì có chuyện tôi làm từ thiện, tôi làm không công, tôi làm miễn phí cho các bạn. Không có chuyện đấy đâu. Kinh doanh là phải có lời. Trong ngắn hạn tôi có thể hòa vốn hoặc thua lỗ nhưng trong dài hạn tôi phải có lời. Cho nên cái việc mà tôi trả phí ship hay là tôi không trả phí ship không quan trọng đó là chính là cái cách mà chúng ta tính giá vậy đặt ra câu hỏi là khi nào bạn tính phí ship và khi nào bạn không tính phí ship thì lời khuyên của tôi thông thường là khi mà giá bán mà quá rẻ sản phẩm quá rẻ chẳng hạn như là tôi đang chạy quảng cáo cho một cái khách hàng là có một cái trang fanpage là chợ ninh hiệp đây này cái fanpage này tôi làm cho khách hàng luôn hình ảnh này tất cả các hình ảnh này là tôi chụp ảnh cho khách hàng luôn Tôi chỉnh sửa Photoshop, các thứ, tôi tạo bài, tôi chạy quảng cáo cho khách hàng luôn Các anh chị nhìn thấy không? Đúng không ạ? Màu cam cam đây này, này Là cái mà chúng ta chạy quảng cáo này, tiếp cận rất là nhiều này Số bình luận, số inbox cũng rất là nhiều này đây chúng ta sẽ sang cái, cái cái đây, chúng ta nhìn thấy này Nhận được 100 bao nhiêu tin nhắn này, các fanpage, các fanpage này chợ Ninh nghiệp nhận được 437 tin nhắn này, rất là nhiều đúng không ạ? Vâng, thế thì với một cái sản phẩm rẻ như thế thì À, chúng tôi chạy quảng cáo chúng tôi sẽ ghi là gì ạ? Là cái phí ship là khách hàng sẽ chịu. Tôi không nhồi uh, cái chi phí này vào bởi vì khi nhồi vào thì nó sẽ không còn rẻ nữa. Cái cảm giác nó không còn rẻ nữa. Đấy. Ok xong nhá. À, tiếp tục cái mục số 3 đấy là hàng hoàn trả. Hàng hoàn trả là bao là cái gì và bao nhiêu phần trăm? Thì các bạn tưởng tượng hàng hoàn trả là như này này. Các bạn là nhận được 100 đơn hàng, bạn ship đi. Đúng không ạ? Thế nhưng bạn ship đi thì chỉ có 85 người nhận hàng thôi Và 15 người đó Người ta không nhận hàng vì rất nhiều các lý do Chẳng hạn như điện thoại không liên hệ được Đúng không ạ? Rồi thì người ta đổi ý không mua nữa Hoặc là người ta đặt chơi vân 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 Thì các bạn sẽ tính hoàn hàng trả Và lời khuyên của tôi là Nên tính cái mức hoàn hàng trả Cái tỷ lệ này càng cao càng tốt Bởi vì khi tính càng cao Thì rủi ro cho người bán càng thấp Đúng không ạ? Chẳng hạn ở đây tôi giả sử là tôi ước tính là 15 Đấy. Thì như vậy Tức là nếu mà tôi muốn bán được 100 đơn hàng Thì tôi phải ship đi 115 đơn hàng Hay là 100 đơn hàng tôi ship đi Thì tôi chỉ bán được có 85 đơn hàng thôi để các bạn tính Được chưa? Mục số 4 là uh, Điện thoại tư vấn bán hàng Đúng không ạ? Điện thoại tư vấn bán hàng Thì cái phần này là tôi sẽ ước tính một cái tỷ lệ uh, Thành công đấy là 75% Tức là tôi tele sale cho khách chỉ 75% thôi Tức là tôi đang giả định rằng là cứ mỗi một cuộc gọi cho khách hàng là trị uh, giá là 3.000 đồng Các bạn có thể tính 4.000, 5.000 tùy nhé Giả định để có một cái số người là 35 người để lại số điện thoại và địa chỉ mua hàng Thì sẽ cần tới 44 số điện thoại Đúng không ạ? Với giả định tỷ lệ rủi ro là 75% Đấy, thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là Như vậy chúng ta sẽ tính ra được cái chi phí là mất 132.000 Cái tiền gọi điện thoại, đúng không ạ? Vâng, tất cả mọi thứ chúng ta đều phải tính lùi thì đến là cái mục số 4 là mục cái tiền chi phí cái sale, cái chi phí số 5 ấy, mà chúng ta cần phải tính đó chính là tiền hoa hồng kinh doanh cho nhân viên. À, vâng, cái này còn gọi là cái chi phí đúng không ạ? Và để mà kích thích tăng trưởng cái việc là bán hàng, kích thích cái việc là nhân viên làm việc có trách nhiệm đúng không? Chẳng hạn như là à, tôi giả sử rằng là lương nhân viên kinh doanh là không có lương cứng đúng không ạ? Chỉ ăn theo hoa hồng. Và ví dụ bán được một sản phẩm là 4.000 đồng và bán được cả bộ là 8.000 đồng bởi vì là tôi đang tính là cả bộ quần áo đúng không ạ một bộ quần áo là gồm cả quần và áo là hai sản phẩm là 8.000 đấy Mục số 6 là lương của nhân viên kinh doanh nếu có được chưa ạ Nếu như mà bạn chạy quảng cáo mà muốn bán được 30 sản phẩm trên ngày mà bạn không muốn tự làm thì bạn sẽ cần một cái nhân viên kinh doanh lương cứng khoảng 3 triệu đồng Tất nhiên các con số ở đây đều là các con số giả định các anh chị nhé, các anh chị có thể thay con số thực của mình vào trong cái bảng tính này Vì đây chỉ là một cái bảng tính mang tính tham khảo của tôi Để các anh chị hình dung ra cái cách tính chi phí à, Mục số 7 là tiền lương cho chính mình à, Phải lưu ý là nhớ phải giả lương cho mình nhé Bởi vì là mình làm là mình phải có lương Đấy, Ví dụ như là ở đây chúng ta có thể trả lương 5 triệu cho mình một tháng Thì như vậy cái việc mà chúng ta đi làm ở cơ quan nhà nước Chúng ta làm thêm cái việc này hoặc là chúng ta đi làm ở doanh nghiệp chúng ta có thể tranh thủ nghỉ trưa hoặc là chúng ta ở nhà thì chúng ta có thể làm và phải trả lương cho mình nhớ là phải trả lương cho mình đừng có ngược đãi bản thân như thế nhá các anh chị nhá tất nhiên con số 5 triệu hay 7 triệu hay 10 triệu hay thậm chí là 20 triệu thì là do các anh chị quyết định được không ạ ở à, mục số 8 là tiền thuê mặt bằng nếu có đúng không ạ và giả sử như là không có đi chăng nữa mà các anh chị thuê ở nhà trọ của mình thì cũng tính cho tôi vào ví dụ như là một triệu đồng hay là hai triệu đồng và trong bảng tính này là 1,5 triệu đồng một tháng tương đương với 5.000 một ngày đúng không ạ 5 triệu đồng một tháng tương đương với 170.000 170 Đấy, vân vân để chúng ta đều quy ra ngày hết nhá à, mục số 9 là lợi nhuận kỳ vọng đúng không ạ cứ cho là các anh chị bán một đơn hàng các anh chị sẽ phải lãi có từng đế tiền Ví dụ tôi cứ bán một cái áo sơ mi như thế này thì tôi lãi tối thiểu 50.000 thì tôi tính luôn cái Lợi nhuận tôi mong muốn nó như là một cái khoản chi phí Đúng không ạ? Nó như một cái khoản chi phí cái tôi giả sử như thế Thì mỗi một Mỗi một cái sản phẩm tôi sẽ cộng vào 50.000 Đúng không ạ? Tôi sẽ cộng vào 50.000 Và 30 ngày Đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy 30 sản phẩm tôi sẽ lãi 1 triệu rưỡi 30 sản phẩm tôi lãi 1 triệu rưỡi. Được chưa ạ? Mục số 10 Đấy là chi phí quảng cáo cho đơn hàng thành công Trong trường hợp mà Có lợi nhuận kỳ vọng rồi Đúng không ạ? Sau khi mà trừ đi hết các khoản chi phí và lợi nhuận kỳ vọng còn lại là lợi nhuận chưa bao gồm tiền quảng cáo thì chúng ta sẽ lấy số tiền này chia cho tổng số đơn hàng thành công là 35 đơn chúng ta sẽ lấy tổng cái số tiền này chia cho số đơn hàng thành công là 35 đơn thì chúng ta sẽ tính được cái lợi nhuận uh, chi phí cho quảng cáo ở đây và mục số 11 này tôi đã tách riêng ra nhé là chi phí quảng cáo cho đơn hàng thành công trong trường hợp mà đạt điểm hòa vốn Đấy thì chúng ta sẽ tính ở đây như vậy là 155.000 một đơn hàng 156.000 một đơn hàng thế làm thế nào để chúng ta tính được thì chúng ta sẽ cộng hết ở đây chẳng hạn chi phí sản xuất là 200.000 số lượng bán là 300.000 cộng là 6 triệu đúng không ạ Đấy, giá bán lẻ là 400.000 thì tôi sẽ lãi được 200.000 đúng không ạ số phần trăm là 200% tổng doanh thu của tôi là 12 triệu Đấy, tổng doanh thu 12 triệu lợi nhuận mà khi chưa có quảng cáo là 3 triệu 9 đúng không ạ số lẻ tôi không đọc nhé các khoản chi phí đây chi phí này đều hạch toán theo ngày và nhân với số lượng đơn hàng nhân với số lượng đơn hàng nhân ra nhân ra sau đó chúng ta dùng cái tổng doanh thu này trừ đi tổng chi phí thì ra tổng lợi nhuận mà chưa có quảng cáo thì vậy thì chúng ta sẽ dùng cái ngân sách là sấp xỉ 4 triệu này chia cho số đơn là 35.000 một đơn thì nó sẽ ra là 155.800 đồng sắp xỉ 156.000 vậy một triệu đồng bạn chi cho quảng cáo bạn phải thu được khoảng từ 7 cho đến 8 đơn hàng mới đạt điểm hòa vốn và thu được nhiều hơn nhiều hơn nữa thì các bạn sẽ có thêm nhiều đơn hàng, có thêm nhiều lợi nhuận Có được không ạ? Cái mức 155.000 này các anh chị đưa ra Mà nếu như mà nó đạt được cái điểm này Hoặc là thấp hơn thì tuyệt vời còn nó đạt điểm hòa vốn thì chúng ta có làm không ạ xin thưa là chúng ta có làm bởi vì khi chúng ta làm chúng ta đã có tiền lương trả cho chúng ta tiền lương trả cho nhân viên chúng ta có khách hàng chúng ta có thương hiệu chúng ta bán được sản phẩm chúng ta có được tiền lương cho bản thân mình và chúng ta có được lợi nhuận chúng ta có lợi rất nhiều với một cái điểm hòa vốn như vậy là chúng ta đã phải làm rồi vậy lỗ một tí có làm không ạ vâng lỗ vẫn làm được bởi vì thực ra lỗ là chúng ta sẽ cắt đi một cái khoản chi phí nào đó Chẳng hạn như là chúng ta sẽ không có tiền lương cho bản thân hay là không có tiền lương cho uh, cái việc thuê nhà giả sử thế Thì cái bảng tính này nó cũng khá là đơn giản thôi Và tôi mang tính gợi ý như vậy để giúp các anh chị tính một cái chi phí đơn hàng thành công Và nếu như mà các anh chị uh, không hiểu thì các anh chị có thể liên hệ với lại với chúng tôi Để chúng tôi hỗ trợ các anh chị cách tính Hoặc là các anh chị mà hình dung ra cái bảng này rất là dễ thì các anh chị cần lưu ý nhé, tôi xin nhắc lại này. Thứ nhất các khoản chi phí Thì đây là các khoản chi phí cơ bản Thực tế doanh nghiệp hoặc là cá nhân các anh chị có thể có thêm các cái khoản chi phí nữa Và các khoản chi phí cụ thể có thể là cái số phần trăm Nó sẽ thay đổi, cái con số thật nó sẽ thay đổi thì Các anh chị đưa công thức vào, các anh chị đưa số tiền thật vào Nó sẽ chạy, chạy ra và chúng ta sẽ tính được chi phí đơn hàng thành công Và quan trọng nhất là chúng ta tính được cái điểm hòa vốn trên mỗi một cái đơn hàng Và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta dội bom quảng cáo đúng không ạ số báo quảng cáo chúng ta ra được đơn hàng thì chúng ta sẽ làm được như vậy và cái phương pháp tính chi phí đơn hàng thành công này áp dụng cho tất cả các công cụ quảng cáo chứ không chỉ riêng facebook các anh chị nhé ví dụ shell cũng thế Adword cũng thế rồi thì email cũng thế hay là mình chạy quảng cáo hiển thị trên những cái công cụ khác đều như vậy tóm lại là tổng số tiền tôi chi là bao nhiêu tiền và tôi thu được bao nhiêu đơn và trong cái đơn đấy chúng ta tính như thế nào để làm sao mà nó có đạt điểm hòa vốn và có lời cho chúng ta vâng rất vui được chia sẻ với các anh chị cái kiến thức đơn giản này và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo